Hello, Lê Như Vũ xin chào tất cả các bạn. Trước khi đi vào cái phần thông số, chúng ta hãy nghe cái phần âm thanh đến từ cổng USB. Và đây, một cái âm trầm siêu ấn tượng đến từ một cái kích thước nhỏ gọn và hiện đại của Kenwood K521 đời cao các bạn ha, 2012-2011. Đây, USB nữa các bạn. Các bạn nếu đeo tai phone vào sẽ cảm nhận một cái âm trầm rất là khác biệt. Và đừng có xem thường kích thước nhỏ gọn của nó nha. Lưới loa đầy đủ nha. Quá dễ dàng cho một cái không gian vừa phải, phòng ngủ, phòng làm việc và phòng khách chung cư. Phòng khách chung cư và phòng trọ này nó thoải mái luôn. Các bạn có thể làm phiền hàng xóm với một bộ máy có chiều cao chỉ có 27 này thôi nha. Nhưng mà cái phần công suất tổng thể nó lên tới 80W. Đó. Với chiều cao 27 nhưng mà chiều sâu cũng 27 luôn. Và nặng tới 3,4 kg. Đó, kích thước gọn nhưng mà sâu và nặng. Cái phần âm trầm các bạn thấy không? Cái phần âm trầm siêu sâu luôn. Mà chúng ta chỉnh được 4 dải âm thanh với cái điều khiển mà mình kèm theo cho các bạn nha. Con này các bạn chơi nhiều thể loại nhạc khác nhau, đa dạng luôn. Và chỉnh theo sở thích cá nhân một cách thoải mái với chỉnh nè. Deep Bass. Deep Bass là dải bass siêu sâu á. Deep Bass nha. Rồi, Deep Bass chúng ta có 10 nấc mà mình mới chơi mức 6 thôi. Rồi, còn ở đây tiếp tục các bạn sẽ có bass. Dải bass cao nè. Trung âm nè, mid nè. Và trap, mình đưa trap lên cộng 8 luôn nha. Nhưng mà nó không có ảnh hưởng tới cái phần trung. Tại vì trung nó đã có một cái phần gánh riêng là trung âm là mid rồi. Chứ không phải chỉ đơn giản là chỉnh bass trap như những cái dải âm thanh khác. Bass, mid, trap, ba dải tầng đã rất là chi tiết rồi. Nó cộng thêm cái deep bass nữa. Đó, nên các bạn sẽ rất là dễ tinh chỉnh theo sở thích cá nhân và các bạn. Đó, cái ngoại hình thì nó khá tối giản với cái mặt phía trước là mặt bóng. Và xung quanh này nếu các bạn quan sát thấy thì cũng là bóng luôn nha. Đó, cái phần khung của loa. Rồi cái gỗ thì được sơn nhám màu đen các bạn nha, màu đen. Còn ở đây chúng ta có một cái giống như cái trứng gà vậy ha, một cái lồng trắng và lồng vàng. Cái lồng vàng này nó bằng vải nha, nó bằng vải đen rất là các bạn nhìn thấy rõ cái mũi đen. Còn cái bass thì khá là dày, bass này bass giấy nhưng mà kiểu là gân dập nổi nha. Nó dập nổi rất là dày luôn. Còn cái phần gân là gân zin của hãng nên cái bản gân của Kenwood nó rất là rộng. Các bạn gân rộng và rất là mềm. Cái độ dịch chuyển nó cũng nhẹ nhàng, mềm mại và có cái độ dịch chuyển lớn. Thì ai đã trải nghiệm những cái dòng đời trước của năm 90 mấy như là Kenwood 1001, 5002 rồi thì sẽ cảm nhận được cái âm trầm sâu mềm. Thì những cái con này nó thừa hưởng lại nhưng mà nó sử dụng cái công nghệ nhiều hơn. Ở những cái công nghệ này là công nghệ giải mã nè. Và công nghệ tích hợp cái âm thanh khuếch đại trong một cái không gian nhỏ gọn nhưng mà sẽ cho một công suất lớn hơn. Nên các bạn đừng có lầm về cái ngoại hình này mà sẽ cho là công suất nó nhỏ. Không hề nha. Các bạn nghe ở ngoài mình đảm bảo với các bạn là các bạn thấy thích liền luôn. Đó, dành cho ai là tín đồ của Kenwood nhưng mà đã được nâng cấp lên nha, chơi được nhiều thể loại nhạc hơn. Tại vì cái bản thân cái con này cái trap á nó chỉnh lên mức cộng 8 và có cái trung âm nữa. Nên các bạn sẽ đẩy cái phần giọng hát lên. Đẩy cái phần giọng hát lên, cái trần trung âm là cái phần giọng hát, còn cái phần trap là cái phần nhạc cụ. Đó. Trữ tình hòa tấu thì chúng ta sẽ test qua cái phần CD. CD đọc tốt đĩa chép nha các bạn. Đó nhanh nè. Rồi, cổng USB nè. Đóng lại được nha. Còn ở đây là cổng AUX, chúng ta kết nối với lại hộp Bluetooth như vậy, rất là tiện nha, 150 thôi là lên. Thêm một cái tính năng Bluetooth nữa là full rồi đó. Cổng quang Smart TV 24 bit 96 kHz luôn. Cái cổng này là cổng rất được sử dụng nhiều ở những cái dàn mà chúng ta kết nối với TV ha. Còn cổng AUX thì thêm hộp Bluetooth này, còn đã có CD và USB rồi đó, nó làm việc đầy đủ hết. Chúng ta sẽ chơi phần CD. À, thì mình nói luôn cái phần này 1 2 3 4 5. Đây là những cái đèn bạn thấy không? Thì đó là cảm ứng nha, chạm vào thôi. Nó còn rất là nhạy nha.
là cái đèn led nè. CD này các bạn có thể trang bị trên các trang thương mại điện tử nha, mua trên các trang thương mại điện tử 35-40 ngàn thôi. Sorry các bạn. Và thì cái nãy mình vừa chỉnh cái phần trung âm lên là cái phần mid đó là trung. Nếu mà các bạn cảm nhận là ok, cái dòng Ken nó, những cái dòng Ken đời trước á, nó làm cho các bạn cảm thấy là cái tiếng trung nó chưa có sáng hoặc là chưa có đủ cái độ nhấn để mà chúng ta cảm thấy là sướng khi mà nghe trữ tình, thì những cái con mà có trung âm như vậy nè, chỉnh được nè, thì nó rất là dễ cho các bạn luôn nha, nó cải thiện rất là nhiều. Và thật sự là ai đã trải nghiệm những cái dòng Kenwood sẽ thích cái phần đầu tiên là sẽ thích cái âm trầm của nó, cái âm trầm sâu mềm. Cái thứ hai nữa là trung âm ngọt, ngọt ngào nha. Tuy nó có hơi lùi so với những cái dàn Onkyo, có nghĩa là nó không có sáng tiếng như Onkyo, nhưng mà vẫn là một cái trung âm rất là ngọt, rất là thật. Đó là một cách mà Kenwood muốn thể hiện qua cái dàn âm thanh của hãng Kenwood nha. Nhưng cái đời này thì mình đã nói rồi, nó cải thiện thêm cái rất là rõ ràng cái phần là 4 dải âm thanh chi tiết cho các bạn, nên các bạn chỉnh cỡ nào cũng được hết. Tại vì thật sự là cái nhu cầu của khách hàng vẫn là trên hết các bạn ha. Để mà cạnh tranh buôn bán mà. Do đó hãng cũng cải tiến để mà có thể nhấn thêm được cái phần trung âm nếu mà ai muốn đưa lên cao hoặc là muốn nó sáng rõ hơn. Rồi, chúng ta sẽ test tiếp cái cổng quang này, các bạn chuyển qua nút này nè, input nè, hoặc là nằm trên điều khiển thôi ha. Ngồi xa thì bấm điều khiển. Rồi cái màn hình thì các bạn quan sát thấy cũng rất là rõ ha. Không có bị mờ, không có bị ố hay gì hết, nó còn rõ chữ lắm. Cổng 3.5 nè. Cổng quang là digital nè. Đó. Đấy, và mình đang xuất cái cổng quang từ cái đầu mà đi này qua nè các bạn nha. Đó. Tín hiệu optical thì trên tivi xuống thì nó không có cần đĩa mồi gì đâu nha. Thời điểm này nó dùng chip giải mã riêng rồi. 24 bit, 96 kHz. Và nếu các bạn đang chỉnh âm thanh thì các bạn sẽ thấy ở đây là đường nào là tông nè, deep bass cộng với nhau nè. Đó. Rồi còn cái SPRM này, EX ngày hôm nay mình cũng sẽ giải thích cho các bạn luôn. Thì con này nó sẽ sử dụng như là cách tiết kiệm điện nha. Nó sẽ chỉnh đây, các bạn chờ mình xíu để mình chuyển cái này qua out, out ở phía sau nè, ở phía sau có nhiều cổng lắm, có cổng con này tới mắt là 79, mắt là 80 ha. Cái độ dịch chuyển nó rất là rộng, thì nó sẽ trải như này các bạn, tới tầm khoảng 30 là một nấc, tới 50 là một nấc nữa đó. Có nghĩa là các bạn chơi ở cái dải 30 á, nó sẽ ngắt bớt cái phần công suất cho cái sò. Nó sử dụng 4 con đi, thì ở dưới mức 50 nó sử dụng 2 con, lên trên 50 nó đẩy lên 4 con nha. Đây là cái cách mà hãng Kenwood vừa chơi vừa tiết kiệm điện và vừa đỡ ảnh hưởng tới cái độ nóng của máy nha. Các bạn có thể lên trên trang Kenwood để mà tìm hiểu. Những cái con này đời cao nên cái thông tin nó còn rất là rõ ràng nha các bạn.
Vào đây các bạn chờ mình xíu nè. Còn các bạn muốn kết nối với hộp Bluetooth thì nãy mình có nói rồi, thêm hộp như vậy nữa là đủ nha, 150. Và mức giá hiện tại con này là 3.400.000 thôi nha, kèm điều khiển học nè, dây loa nè, dây quýt nè. Còn các bạn lấy hộp Bluetooth 150 thêm một cái biến áp 150 nữa thôi nha. Biến áp 150 thì xài cho con này thoải mái gọn, không cần phải nhiều khi nối dây dài dòng với những cái chỗ máp lớn của các bạn. Đó, trên trang Kenwood nè. 24 bit 96 kHz, nhẹ mã âm thanh 40W cộng 40W nha, là 80W. Hai power amplifier. Sorry, anh đang tăng sáng mất nè. Đó, 40-40 cho mỗi kênh là. Rồi cái công nghệ nãy mình nói nè các bạn, Supreme nè, ES nè. Và để chuyển qua cổng AUX thì hồi nãy ở phía sau cho các bạn coi lại kỹ hơn. Sau đây các bạn ở ngoài nó đang đóng hàng nó hơi ồn ha. Cổng AUX nhận nè, cổng này cổng xuất nè, làm đầu giải mã trung gian nha. Cổng quang nhận nè, cổng quang xuất ở dưới này nè. Cổng này cổng sấp điện nữa nè. Đó các bạn thấy rất là cầu kỳ. Những cái con này nó làm nó kiểu sơn mạ đồng á nha. Cổng 3.5 nè. Với chiều cao nãy mình có nói là 27, chiều sâu lên tới 27 luôn. Bề ngang như vậy là 14.5 và cả bộ máy là gần 50 cm, đặt 50 ha. Cổng AUX mình đang kết nối với hộp Bluetooth như vậy nè. Và mình sẽ kết nối Bluetooth. Nếu các bạn kết nối lần đầu thì phải chọn, còn những lần sau là nó nhớ nha, bật lên là nó nhớ. AUX. Lấy cái đĩa CD cho các bạn xem nha. Đó. Sorry, có chút lỗi kỹ thuật. Gắn điện chưa? Gắn điện rồi rồi. Ok. Sorry các bạn đang kết nối với một cái điện thoại khác, nhưng nó phải thoát điện thoại khác ra. Một lần này chúng ta một cái điện thoại kết nối với nó thôi ha. Tại vì nhân viên nãy nó nghe nhạc lấy điện thoại kết nối. Sorry tốn thời gian quá. Tương tác rất là nhanh luôn, không có độ trễ đâu, và chơi nhạc lossless thoải mái luôn. Cái hộp đó 150 nha các bạn. Mình bán rồi mà mình cũng đang là để cái giá tốt nhất rồi, giá kèm theo để mà cho khách dễ mua máy của mình thôi ha. Thêm một cái tính năng mà rất là tiện. Và nhạc lossless nè. Đó, như nhật ký hai đứa mình. Em trong từng đắm say. Chúng ta test con Kenwood K521 đời 2010-2011. Một dòng đời khá là cao rồi nha. Chỉ sót mỗi là cái Bluetooth thôi. Và đã được lên giải mã 24 bit 96 kHz. Và chỉnh được 4 giải âm thanh, kiểu dáng hiện đại, công suất mạnh mẽ. Và chỉ cần thêm hộp này 150, với mức giá là 3.400.000, kèm điều khiển học cho các bạn nha. Đang bán giá rất là mềm so với đó, những cái lần mình đăng trước luôn, và ngay cả giá trên thị trường. Có bảo hành 3 tháng và nhận cọc giao ship code toàn quốc, cũng như là lại địa chỉ số 1D, đường 12, phường An Lạc A, quận Bình Tân, khu Tân Lửa các bạn ha, đối diện cổng bến xe miền Tây.